Đây là một ca lâm sàng về thoát vị bệnh mà các bạn sinh viên gửi cho mình. Thì về cái phần đầu là phần chuyên môn mình sẽ không đề cập trong này. Phần 2, chỉ cần biết là bệnh nhân là nam 62 tuổi. Phần 2, phần chuyên môn, lý do vào viện, đau khối vùng bệnh phải. Cách nhập viện 2 tháng bệnh nhân có khối phồng xuất hiện vùng bệnh phải to khoảng đầu bằng ngón tay cái mỗi khi rặn, ho, làm việc nặng và biến mất khi nằm. Khối phồng không đau, bệnh nhân có thể tự dùng tay đẩy lên được, tình trạng kéo dài và khối phồng có kích thước tăng dần. Cách nhập viện 3 tuần, khối phồng to lên bằng khoảng quả trứng gà và gây đau tức mỗi khi xuất hiện, đau âm ỉ liên tục vùng bệnh phải lan xuống bìu cùng bên. Đau tăng khi ho và gắng sức, bệnh nhân nằm nghỉ ngơi và dùng tay đẩy khối phồng lên thì giảm đau. Sau đó, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Càng Long và được chẩn đoán thoát vị bệnh phải và cho uống thuốc cách 3 tuần. Sau 3 tuần uống thuốc không giảm, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Đa khoa Càng Long. Sau 4 ngày nằm điều trị tại đây thì được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Trong quá trình diễn tiến bệnh, bệnh nhân không sốt, không ho, không nôn và buồn nôn, không nhức đầu chóng mặt, không khó thở, tiêu phân vàng, đóng khuôn, nước tiểu vàng trong, không tiểu buốt, tiểu rắt. Tình trạng lúc nhập viện, bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, đau khối phồng bệnh phải, không sốt, không nhức đầu chóng mặt, không nôn và buồn nôn. Diễn biến bệnh phòng. Thế đây á, là diễn biến giữa ngày 2, ngày 3, ngày 4 không có gì khác biệt cả, nhưng mà tự nhiên các bạn lại chia ra thế này là không cần thiết. Thì bệnh nhân tĩnh, tiếp xúc tốt, bụng mềm, khối phồng nằm trên nếp lằn bên phải, thòng xuống tới vùng bìu, xuất hiện khi đứng, ho, rặn, mất khi nằm, sờ nắn đau, đẩy lên được, kích thước 4x4 cm, tiêu phân vàng đóng khuôn, nước tiểu vàng trong, không buốt, rát, sinh hiệu thì bình thường. Về tiền sử, ở tiền sử thì có một số các thầy á sẽ yêu cầu các bạn là liệt kê tất cả các tiền sử các bệnh ra, nhưng cũng có nhiều thầy cô chỉ bắt các bạn là liệt kê những thứ có liên quan ra thôi. Về nội khoa, tăng huyết áp cách đây 3 năm, cao nhất 160 mm thủy ngân, không điều trị liên tục. Về ngoại khoa, đã mổ trị cách đây 12 năm, thói quen hút thuốc 12 gói năm, dị ứng, ngứa khi ăn thịt bò xiêm. Về khám lâm sàng, vào 9 giờ 20 phút ngày 4 tháng 12 năm 2019, khám tổng trạng, bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng không phù, không xuất huyết dưới da, không tuần hoàn bằng hệ, tuyến giáp không to, hạch ngoài vi sờ không chạm, lông tóc móng không gãy rụng, thể trạng trung bình, chiều cao là 160 cm, cân nặng 51 kg, BMI 19,9, tức là bình thường, sinh hiệu bình thường. Tiêu hóa thì khi mà các bạn làm bệnh án để trình á thì mình sẽ làm theo thứ tự là cơ quan bị bệnh trước rồi mới theo thứ tự thông thường. Thì bệnh nhân không nôn và buồn nôn, tiêu phân vàng đóng khuôn, không dính nhầy máu một lần một ngày, bụng cân đối không to bè, di động đều theo nhịp thở, không xuất huyết dưới da, không tuần hoàn bằng hệ, không sẹo mổ cũ, không âm thổi động mạch chủ bụng, gõ trong đều khắp bụng, không mất vùng đục trước gan, bụng mềm, không điểm đau khu trú, gan lắc sờ không chạm. Khám vùng bệnh, tư thế đứng, xuất hiện khối phồng nằm trên nếp lằn bệnh phải, thòng xuống tới mức bìu, tới bìu khi bệnh nhân đứng, ho, rặn, mất khi nằm, ấn đau tức nhẹ, kích thước 4x4 cm, khối phồng tròn mềm, mặt nhẵn, sờ nắn đau, đẩy lên được, sờ tới hai bên tinh hoàn bình thường không đau. Thì khi các bạn làm bệnh án á, mà các bạn làm bệnh án thì một cái triệu chứng á, các bạn phải có 7 yếu tố. Yeah. Ví dụ như đau á, là vị trí đau, khởi phát đau, thời gian xuất hiện đau, tư thế giảm đau chẳng hạn. Tư thế nằm. Chúng ta ở đây các bạn sử dụng nghiệm pháp chọn ngón. Liệu bạn nông rộng có thể đút lọt ngón tay trỏ khi bệnh nhân rặn thì khối phồng chạm đầu ngón. Và nghiệm pháp lỗ chặn lỗ bệnh sâu thì khối phồng không xuất hiện. Thì hai cái nghiệm pháp này là dùng để phân biệt giữa trực tiếp và gián tiếp. Tuần hoàn. Lồng ngực cân đối, không lồi lõm, u cục bất thường, không tĩnh mạch cổ nổi, mõm tim nằm đường trung đòn trái. Rung miêu âm tính, HCG âm tính, T1, T2 đều rõ, tần số 80 lần một phút, mạch tự chi đều. Hô hấp, lồng ngực cân đối, rung thanh đều hai bên, gõ trong đều khắp phổi, rì rào phế nang êm dịu.
thận, tiết niệu sinh dục, nước tiểu vàng trong, không tiểu bút tiểu rắt. Cái này thì không nên, mình không nên viết thế này nha, mà mình phải viết là cái lượng nước tiểu khoảng bao nhiêu một ngày. Ví dụ như bệnh nhân tiểu khoảng 1.500 ml một ngày thì mình viết vào là 1.500 ml trên 24 giờ. Hoặc nếu mà tiểu nhiều thì khoảng 2.000 ml ngày 24 giờ, chứ mình không nên viết thế này. Vùng hông lưng không bầm, không sưng, không u cục, sợ mụn cục, chạm thận âm tính, không thổi động mạch thận. Cơ xương khớp không teo yếu cơ, không biến dạng trục tri, không biến dạng khớp, không đau nhức khớp, không giới hạn vận động. Thần kinh bệnh tĩnh, Glasgow 15 điểm. Các cơ quan khác thì chưa ghi nhận bình thường, chưa ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án: bệnh nhân nam 62 tuổi vào viện vì lý do đau khối vùng bệnh phải. Qua hỏi bệnh, khai thác tiền sử và thăm sáng nghi sàng ghi nhận. Thì các bạn làm bệnh án thì cần phải khai thác thành, viết thành triệu chứng cơ năng và triệu chứng cơ thể. Triệu chứng cơ năng tức là các triệu chứng mà bệnh nhân khai với bạn ấy, còn triệu chứng thực thể là triệu chứng mà chúng ta thăm khám được. Và những thứ mà kết hợp lại được thành hội chứng thì mình để trước, và sau đó mình viết là triệu chứng sau. Thì ở đây là triệu chứng cơ năng đau tức với vùng bệnh phải. Triệu chứng thực thể: khối vùng bệnh phải nằm trên lúc nếp lành bẹn phải, thòng xuống tới bìu, xuất hiện khi bệnh nhân đứng, ho rặn, mất khi nằm, kích thước 4x4 cm. Khối vùng tròn mềm, mạch nhẵn, sờ nắn đau để lên được, sờ tới hai tuần hoàn bình thường không đau. Tiền sử: tăng huyết áp, chẩn đoán cách đây 3 năm, điều trị không liên tục, mổ trị cách đây 12 năm, hút thuốc lá 12 gói năm. Thì phần tiền sử mà khi mình tóm tắt bệnh án á, là mình chỉ ghi những thứ mà có liên quan vào thôi. Ví dụ như hút thuốc lá thì nó có làm thay đổi đến collagen và có liên quan đến bệnh. Nghiệm pháp chạm ngón, lỗ bệnh nông rộng có thể đút ngọn ngón tay. Nghiệm pháp chuẩn khi bệnh nhân rặn thì khối phòng chạm đầu ngón tay. Nghiệm pháp chặn lỗ bệnh sâu, khối phòng không xuất hiện. Cái này để phân biệt giữa thoát vị bệnh trực tiếp và thoát vị bệnh gián tiếp. Chẩn đoán sơ bộ: thoát vị bệnh phải gián tiếp, mắc phải thể khối phòng di chuyển. Tăng huyết áp độ 2 theo GNC 7. Chẩn đoán phân biệt: thoát vị bệnh phải trực tiếp, mắc thể khối phòng di chuyển, tràn dịch màng tinh, viêm tinh hoàn. Thực ra nếu mà các bạn mà viết á, thì nên là giới hạn với nhau bằng một dấu cắt thế này. Bình luận phân sang: khối vùng bệnh phải thòng xuống tới bìu nhưng có thể đẩy lên được và xuất hiện từ 2 tháng trước với kích thước nhỏ không đau to dần theo thời gian, nên nghĩ nhiều là thoát vị bệnh phải, ít nghĩ đến tràn dịch tinh mạc và viêm tinh hoàn. Tuy nhiên cần phải làm thêm cận lâm sàng phân biệt. Đây, bệnh nhân là nông dân lớn tuổi và làm nhiều việc nặng nhiều năm là yếu tố nguy cơ của mắc vị bệnh phải, mắc phải. Thì cái này các bạn phải đưa lên trên chứ. Ở chỗ tóm tắt bệnh án á, tóm tắt bệnh án thì yếu tố nguy cơ mình phải viết vào hết. Nghĩ nhiều là thoát vị bệnh phải gián tiếp, ít nghĩ trực tiếp vì khối phòng xuất hiện sát gốc dương vật chạy xuống bìu, đi chéo tới theo nếp bệnh từ trên xuống dưới và từ ngoài vào trong. Khi thực hiện nghiệm pháp chặn ngón, cảm nhận được khối phong chạm đầu ngón tay rồi trượt xuống bìu. Khi thực hiện nghiệm pháp chặn lỗ bệnh sâu thì khối phong không xuất hiện. Khối phong lúc khám có thể đẩy lên dễ dàng và tự lên khi bệnh nhân nằm, nên loại trừ thoát vị nghẹt. Bệnh nhân có thể đã được chẩn đoán tăng huyết áp và cao nhất là 160 mg khủy ngân, nên cần theo dõi tình trạng huyết áp và điều trị liên tục. Thì các cập nhật mới đây á, là đề cao sự theo dõi huyết áp ở nhà để mà chẩn đoán là tăng huyết áp hay không. Ở đây người ta chỉ có đo một lần được 160 mm thủy ngân và người ta kết luận là bệnh nhân tăng huyết áp rồi. Thì hiện nay nó không còn phù hợp nữa. Rồi đề nghị cận lâm sàng và kết quả. Thì ở đây mình các bạn mới làm chỉ có đề nghị cận lâm sàng chứ chưa có kết quả này. Thực ra có rồi nhưng các bạn lại không ghi vào. Chẩn đoán xác định thoát vị bệnh. Rồi tiếp theo đây là bệnh án hộ phẫu.
Khi bệnh án hậu phẫu, mình sẽ chép lại cái phần lý do bảo vệ mà bệnh sử y chang bệnh án tiền phẫu thôi. Quá trình lúc mổ này. Chẩn đoán trước mổ thoát vị bên phải, chẩn đoán sau mổ thoát vị bên phải, phương pháp phẫu thuật là đặt mesh, phương pháp vô cảm là tê tủy sống. Rồi. Diễn biến phẫu thuật xem hồ sơ bệnh án, nhưng mà xem hồ sơ bệnh án nào. Cho nên cái này là không đúng này. Đáng lẽ nếu các bạn làm bệnh án thì các bạn phải chép vào luôn. Quá trình sau mổ. Diễn tiến hậu phẫu, tiểu tiện một ngày sau mổ lượng nước tiểu khoảng 700 ml, khoảng 24 giờ nước tiểu vòng trong không vứt rác. Thường thì sau mổ là lượng nước tiểu, sau mổ hoặc chấn thương thì lượng nước tiểu có thể giảm. Nên chúng ta cần phải lưu ý cái lượng nước tiểu này để mà phòng tránh suy thận sau mổ. Và nếu mà lượng nước tiểu giảm quá thì chúng ta sẽ dùng gì? Chúng ta sẽ dùng các thuốc lợi tiểu thẩm thấu như ví dụ như sorbitol hoặc là mannitol ấy, để phòng ngừa suy thận sau mổ. Trung tiện ngày thứ hai sau mổ chưa đại tiện được. Sau mổ thì bệnh nhân có thể có hiện tượng liệt ruột, cho nên chúng ta phải theo dõi các hiện tượng này. Ăn cháo từ ngày thứ hai sau mổ, vết mổ còn đau, rỉ ít dịch không sốt. Như vậy thì ta có thể thấy là bệnh nhân chưa có hiện tượng bị nhiễm trùng tại vết mổ. Tình trạng hiện tại than đau vết mổ không sốt sau khi không có thuốc. Khám lâm sàng vẫn thế. Khám vết mổ, vết mổ ở hố chậu phải dài khoảng 7 cm, bờ đều, vết mổ khô không rỉ dịch, dùng da xung quanh mối chỉ không đỏ không phù nề. Khám các cơ quan. Không có gì khác biệt hết.